Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tin Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh, hư hay thật? Hiện nay trên mạng xã hội đang xuất hiện tin đồn ông Phạm Nhật Vượng Tỷ phú giàu nhất Việt Nam đang bị cấm xuất cảnh Cũng ngay lúc này các trang báo của nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang im lặng Mặc dù im lặng nhưng không thể loại trừ khả năng tin này là sự thật sẽ xảy ra trong thời gian tới Hiện nay ông Trịnh Văn Quyết đang ngồi tù và ông Quyết cũng từng được xem là thế lực hùng mạnh bậc nhất của Việt Nam. FEC của ông Trịnh Văn Quyết cũng từng lấy gì được nấy, từng lấy đất từ Nam chí Bắc mà không vấp phải cản lực nào. Đi đầu cũng được chính quyền địa phương ủng hộ hết mình. Và bất cứ chỗ nào cũng có những quan chức cấp trung ương đảng trở lên đón tiếp. Tuy vậy, bất ngờ, ông Quyết cũng bị cấm xuất cảnh một thời gian và sau đó bị bắt. Hiện giờ FEC xuống dốc không phanh. Các chính quyền địa phương đã hủy gần hết các dự án đầu tư của FEC. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Trở lại với ông Phạm Nhật Vượng thì cũng không khác mấy FEC. Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng hiện nay đang là doanh nghiệp bất động sản như Vingroup của ông Vượng và có lẽ với tài sản lớn như Vingroup cũng đã tới lúc các thế lực chính trị muốn xẻ thịt. Có thể có nhiều lựa chọn lúc này và chỉ cần thời gian nào ra tay mà thôi. Không có tin công khai, cấm nhập cảnh, xuất cảnh vẫn có thể là có tin mật. Có thể tin đó Phạm Nhật Vượng cũng biết, Trung ương biết nhưng báo chí không được đưa. Hiện nay muốn nói về VinGroup, các tờ báo phải ngó trước ngó sau mới dám đăng. Khi ban truyền giáo Trung ương không cho phép là không được phép với con mồi lớn như Vingroup rất nhiều thế lực chính trị muốn sơi tái. Có lần Trung ương đã tấn công vào gia đình Phạm Nhật Vượng. Đó là vào ngày 3 tháng 9 năm 2019, cơ quan điều tra đã bắt ông Phạm Nhật Vũ là em trai của ông Phạm Nhật Vượng vì tội đã hối lộ cho Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn hơn 3 triệu đô la. Hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đều khai nhận hối lộ tống Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVG trong thương vụ Mobile Phone mua AVG. Sau khi Mobile Phone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, tức là khoảng 8.890 tỷ, thì ông Son nhận của ông Vũ 3 triệu đô la. Ông Son đã hoàn trả lại 500 triệu đồng. Trong khi đó, ông Tuấn nhận của ông Vũ 200.000 đô la và đã hoàn lại 2,12 tỷ đồng. Ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch hội đồng quản trị TV Mobi cũng nhận của ông Vũ 2,5 triệu đô la và đã hoàn lại toàn bộ số tiền này. Cao Duy Hải, cựu tổng giám đốc Mobile Phone cũng 500.000 đô la. Đây là hình ảnh Phạm Nhật Vũ, em trai ông Phạm Nhật Vượng đã từng ngồi tù. Thực ra tấn công vào Phạm Nhật Vũ là muốn cảnh cáo Phạm Nhật Vượng và cũng đang có tin người thân trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng cũng đang bị giam lỏng, không được xuất cảnh. Không biết tin này là thực hư thế nào rất cần thời gian để có thể kiểm chứng nó. Có người cho rằng ông Phạm Nhật Vượng đã có công giúp Đảng Cộng sản Việt Nam nở mày nở mặt với người dân trên thế giới khi trong nước có một doanh nghiệp sản xuất xe hơi nổi lên. Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, tuy nhiên sau thời gian ồn ào hiện nay, xe VinFast đang mất uy tín nghiêm trọng sau các vụ cháy như có tầm xăng, đáng nói là tháng trước có người đã chết cháy hoặc than hóa trong ô tô hiệu VinFast rất thường tầm. Thực tế Vinfast đang đi xuống trông thấy. Xe xăng thì sẽ được khai tử vào cuối năm nay, còn xe điện thì tương lai cũng đang mịt mờ. Ông Phạm Nhật Vượng đã cho chuyển Vinfast Việt Nam ra nước ngoài, mà một số người cho rằng đây là hành động rút vốn tháo chạy. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết từng có thế lực như Phạm Nhật Vượng cũng đang ngồi tổ. Sự sớm nở chóng tàn của Vinfast nó kèm theo bộ mặt tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây có nguy cơ thành mất mặt với dân Việt Nam và cả trên thế giới. Vậy nên rất có khả năng Phạm Nhật Vượng sẽ bị xử lý cùng với sự lụi tàn của hãng xe hơi mà ông đã gây dựng lên và tiêu tốn hàng tỷ đô la. Tin đồn thì vẫn là tin đồn, tuy nhiên tin đồn mang màu sắc chính trị ở Việt Nam đôi khi nó còn thật hơn cả tin được cho đăng ở trên các tờ báo của nhà nước. Vậy liệu Phạm Nhật Vượng có bị cấm xuất cảnh hay không thì chúng ta sẽ chờ xem hồi sau phần giải. Nhiều thông tin bất ngờ sẽ tiếp tục được đưa ra. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đã lên thớt cho Nguyễn Thành Phong mức án cách chức hay bỏ tù. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2022, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức kỷ luật cảnh cáo với ông cựu chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong. Ông Nguyễn Thành Phong bị kỷ luật chung với ban cán sự đảng của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Thành Phong đang là ủy viên trung ương đảng, phó trưởng ban kinh tế trung ương. Trước đây ông Phong giữ chiếc ghế của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đầy quyền lực. Tiền nhiệm của Nguyễn Thành Phong là Lê Hoàng Quân. Có thể nói Lê Hoàng Quân sai phạm nặng hơn Nguyễn Thành Phong, nhưng đến bây giờ ông Quân vẫn bình chân như vậy, chưa ai dám đụng đến ông này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong. Được biết vào ngày 8 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo phía chính quyền, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Phong dựa vào tính chất, mức độ, hậu quả. Thực ra, Bộ Chính trị căn cứ vào những gì mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa lên. Người đứng đầu của cuộc điều tra nội bộ này là ông Trần Cẩm Tú, ông Tú đã nhận mệnh lệnh của Bộ Chính trị để điều tra thì khi ông này đề nghị bức án kỷ luật sẽ được Bộ Chính trị gật đầu. Theo bản kết luận thông báo thì Ban cán sự Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài sản và quản lý tài chính của nhà nước xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố, nhiều tổ chức đảng, đảng viên đã bị kỷ luật. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân thành phố và một số cơ sở ngành bị xử lý hình sự. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong chính thức bị kỷ luật. Ông Nguyễn Thành Phong trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm về những điều đảng viên không được làm. Quy định về trách nhiệm nêu gương, chịu trách nhiệm chính và chịu trách nhiệm là người đứng đầu đối với các vi phạm, khuyết điểm của ban cán sự đảng và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông ta cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp và trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Và hậu quả mà ông Nguyễn Thành Phong gây ra cũng rất khó khắc phục, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, gây sự dư luận xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và cá nhân ông Nguyễn Thành Phong. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh liệu ông Nguyễn Thành Phong có bị tương tự hay không là câu hỏi mà dư luận đặt ra. Hầu hết các bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đều na ná giống nhau về nội dung. Trong đó từ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ là thường lập đi lập lại trong các bản kết luận. Thường gì về mặt pháp luật người ta mới kết luận chi tiết, còn về mặt đảng thì chỉ là kết luận mang tính chung chung mà thôi. Đấy là cách buộc tội khá mơ hồ làm cho người bị kỷ luật và người dân chỉ hiểu một cách chung chung làm cho vi phạm nội bộ và nội quy của đảng còn vi phạm như thế nào thì cũng không ai rõ cả vậy câu hỏi đặt ra là mức kỷ luật dành cho nguyễn thành phong là ở mức nào theo một số chuyên gia phân tích thì có khả năng ông nguyễn thành phong sẽ sớm về hưu non còn khả năng bị bắt giữ nhưng trung ngọc anh thì thấp hơn tuy nhiên vẫn có thể có những điều bất ngờ xảy ra khả năng ông nguyễn thành phong bị bắt vẫn chưa thể bị loại trừ